Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Hôm nay, ngày 18 tháng 8, xin gửi tới quý vị bài phân tích và bình luận có tựa đề: "Cabo sụp đổ cũng là dấu chấm hết cho hơn 50 năm sự nghiệp chính của Chamberlain trong nỗi ô nhục của nước Mỹ." Thưa quý vị, với nhiều thập kỷ tham gia chính trị và cũng từng đó năm hoạch định chính sách đối ngoại, ông Chamberlain luôn tự tin về năng lực ngoại giao của mình. Tuy nhiên, sự sụp đổ chống vách của chính phủ Afghanistan trong tay Taliban trước sự ngỡ ngàng của bộ sâu Biden đã làm dấy lên câu hỏi về năng lực hoạch định ngoại giao thực sự của vị tổng thống Mỹ đương nhiệm. Trong các cuộc tranh biện với những đối thủ trẻ tuổi trong đảng Dân Chủ ở cuộc đua về ứng cử viên tổng thống năm 2020, Ứng cử viên Joe Biden đã nhấn mạnh vào kinh nghiệm nhiều năm hoạch định chính sách ngoại giao của mình, nhấn mạnh vào việc công du toàn cầu, gặp gỡ các lãnh đạo thế giới trong nhiều năm, làm thường nghị sĩ và chủ tịch ủy ban đối ngoại thường viện, và sau đó là phó tổng thống dưới thời tổng thống Barack Obama. Chúng ta đang sống trong thời khắc nguy hiểm nhất của một thế hệ. Đó là đoạn màu đầu sân khấu trong chiến dịch tranh cử của ông Biden tại Iowa vào cuối năm 2019 đó là thời khắc yêu cầu sự lãnh đạo mạnh mẽ, chắc chắn và kiên định. Chúng ta cần một người đã được thử thách và đã được tin tưởng khắp thế giới. Đây là thời khắc cho Joe Biden, một vị tổng thống có kinh nghiệm lãnh đạo, đoạn màu đầu nhấn mạnh. Sau khi giành được đề cử của Đảng Dân chủ, ông Biden đã tấn công ông Donald Trump về chính sách đối ngoại. Trong một cuộc vận động tranh cử, ông Biden lập luận: Nước Mỹ chúng ta đang tự đưa mình vào vị thế bị cô lập với thế giới hơn bao giờ hết và khi ông đắc cử và loan báo một số thành viên hàng đầu trong đội ngũ an ninh quốc gia tổng thống tân cử Trump Biden đã nhấn mạnh rằng nước mỹ đã quay lại sẵn sàng lãnh đạo thế giới không thoái lui trách nhiệm đó một lần nữa nước mỹ sẽ ngồi ở vị trí lãnh đạo sẵn sàng đương đầu với kẻ thù và không bài bác đồng minh sẵn sàng ủng hộ những giá trị của chúng ta nhưng khi những hình ảnh thước phim về Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan và lính Mỹ, vội vã sơ tán các nhà ngoại giao, công dân Mỹ và đồng minh khỏi Kabul được lan truyền khắp thế giới trong vài ngày qua thì hình tượng về một Biden tinh thông về đối ngoại đã bị phủ mờ. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn đối với tổng thống Biden khi mà những gì một tháng trước ông đã hứa sẽ không xảy ra bây giờ đã thực sự xảy ra sẽ không bao giờ có trường hợp quý vị nhìn thấy mọi người được đưa đi từ mái nhà của đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan. Ông Biden nói hôm ngày 8 tháng 7 khi được các phóng viên hỏi về những sự tương đồng việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan với sự kiện sơ tán quân đội, quan chức dân sự Mỹ và đồng minh khỏi Sài Gòn khi chính quyền Nam Việt Nam sụp đổ vào năm 1975. Ông Biden liên tiếp đổ lỗi cho cựu Tổng thống Trump về vấn đề Afghanistan. Tổng thống của Đảng Dân Chủ nói rằng ông đã phải kế thừa thỏa thuận của ông Trump với Taliban về việc rút quân Mỹ khỏi quốc gia Nam Á. Nhưng ông Biden hoàn toàn có quyền hủy bỏ thỏa thuận đó, như ông đã làm với hầu hết các chính sách khác của người tiền nhiệm, hoặc ông có thể thực hiện kế hoạch rút quân một cách khôn ngoan hơn. Cựu Tổng thống Trump mới đây đã khẳng định, Vấn đề không phải là chuyện chúng ta rời khỏi Afghanistan, mà vấn đề là chúng ta rời đi theo cách cực kỳ kém cỏi. Ông Trump cho rằng ông Biden đã thực hiện rút quân một cách bừa bãi, không theo kế hoạch mà chính quyền tiền nhiệm Tổng thống Trump đã vạch ra, cũng như không căn cứ vào thực tế diễn tiến trên chiến trường Afghanistan. Tổng thống Biden trong bài phát biểu trước quốc dân về tình hình Afghanistan vào chiều thứ Hai ngày 16 tháng 8 đã phải thừa nhận rằng sự sụp đổ của Kabul đã diễn ra nhanh hơn chính quyền của ông dự tính. Ông Biden nói tại Nhà Trắng, Điều này thực sự đã diễn tiến nhanh hơn chúng tôi dự tính, Bình luận về cách ông Biden xử lý tình hình Afghanistan, chuyên gia nghiên cứu chính trị kỳ cựu Gwen Lesperance đã nói với Fox News. Tổng thống Biden đã không ngừng thể hiện bản thân ông ta là bậc thầy về chính sách đối ngoại trong suốt các cuộc đua bầu cử tổng thống sơ bộ và tổng tuyển cử. Nhưng những gì đã xảy ra do quyết định rút lính Mỹ khỏi Afghanistan của ông ta là thất bại đáng kể về an ninh quốc gia Mỹ và hoạch định tình báo. Ông Lesperance nhấn mạnh tiền của và máu mà 20 năm Mỹ đổ vào Afghanistan đã bị Taliban quét sạch chỉ trong vài tuần. Có lẽ đây là kết quả không thể trách được, nhưng nó xảy ra trước mắt Biden và ông ta cho đến nay đã không có bất kỳ phản ứng thực sự nào về những gì tất cả chúng ta đang chứng kiến tại Afghanistan. Hậu quả là niềm tin vào chính sách đối ngoại của ông ta đã tan biến. Ông Les Brands cho rằng khả năng trong vài tuần tới, chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh cụ thể về đời sống của người dân dưới sự cai trị của Taliban ra sao, đặc biệt là hình ảnh về cuộc sống của phụ nữ và các bé gái. Ông Les Brands chỉ rõ, mặc dù tất cả bốn vị tổng thống Mỹ gần nhất đều dính dắp vào cuộc khủng hoảng hiện nay tại Afghanistan, nhưng trách nhiệm sau cùng thuộc về chính quyền Biden và thất bại của chính quyền Biden là đã không dự liệu trước được việc chính phủ và quân đội Afghanistan không có khả năng ngăn chặn Taliban. Tổng thống đã đối mặt với thực tế đó vào hôm thứ hai, ngày 16 tháng 8, khi ông tìm cách đổ lỗi cho người khác về việc Taliban tái chiếm hoàn toàn và nhanh chóng Afghanistan. Ông đã chỉ ra một thỏa thuận trước đây do Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump làm trung gian, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và thăng thở về hiệu quả chiến đấu của các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Các thành viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích kịch liệt ông Biden và chỉ có vài người trong đảng Dân Chủ lên tiếng ủng hộ ông. Sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan là cuộc khủng hoảng chính sách ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống còn non trẻ của ông Biden. Thất bại này gợi nhớ lại những thất bại của các tổng thống Mỹ trước đây như việc rút quân khỏi Việt Nam và cuộc xâm lược bất thành vịnh con lợn ở Cuba. Chiến thắng vang dội của Taliban đang gây sừng sốt và gây nguy hiểm cho phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan. Điều này đang đặt ra đa các mối đe dọa an ninh mới và có thể làm giảm đi độ tin cậy toàn cầu đối với Hoa Kỳ. Trước những hậu quả nghiêm trọng như vậy, ông Biden không thừa nhận mình có lỗi vì cuộc rút quân hỗn loạn Thay vào đó, ông bảo vệ một cách mạnh mẽ quyết định của mình khi rời bỏ một quốc gia mà Hoa Kỳ đã cố gắng bảo vệ kể từ khi lật đổ chế độ Taliban sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào Hoa Kỳ do tổ chức Okida thực hiện. Ông Biden nhấn mạnh, Tôi tin vào quyết định của mình, thật sai lầm khi ra lệnh cho quân đội Mỹ tăng cường chiến đấu trong khi các lực lượng vũ trang của chính phủ Afghanistan không làm. Tôi sẽ phải gửi thêm bao nhiêu thế hệ thanh niên nam nữ của Mỹ nữa để chống lại cuộc nội chiến tại Afghanistan. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm mà chúng ta đã mắc phải trong quá khứ. Khi nhìn nhận trách nhiệm, ông Biden khẳng định, tôi biết quyết định của mình sẽ bị chỉ trích, nhưng tôi thà nhận lời chỉ trích đó còn hơn là chuyện vấn đề này cho Tổng thống thứ năm. Tôi là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi chịu trách nhiệm về quyết định của mình giọng điệu kiên quyết của ông Biden hơi khác một chút so với năm tuần trước, khi đó ông đã dự đoán lạc quan điều gì sẽ xảy ra khi thời hạn rút quân ngày 31 tháng 8 sắp đến. Ông tuyên bố sẽ không để lặp lại cuộc di tản mất mặt của Hoa Kỳ khỏi Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ, và sẽ không có trường hợp nào mà người ta nhìn thấy mọi người bị nhấc khỏi mái nhà của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Afghanistan. Tuy nhiên, hôm thứ Hai ngày 16 tháng 8, những hình ảnh tàn khốc tại Kabul sánh ngang với bất kỳ điều gì được chứng kiến tại Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975. Hàng nghìn công dân Afghanistan, trong đó có nhiều người là phiên dịch viên hoặc phụ tá khác do quân đội Mỹ, đã tụ hợp đông đúc tại sân bay Kabul. Họ đang cảm thấy tuyệt vọng để trốn thoát khỏi Taliban. Trong một đoạn phim đau lòng, một số người cố gắng liều lĩnh leo lên một chiếc máy bay quân sự của Mỹ đang bay đến nơi an toàn. Họ cố gắng lao theo chiếc máy bay khi nó lao nhanh trên đường băng. Một số người đã bám vào chiếc máy bay trước khi nó cất cánh và đoạn video cho thấy một số người đã rơi xuống không trung khi chiếc máy bay nhanh chóng tăng độ cao so với thành phố. Cuộc di tản của Hoa Kỳ đã bị lên án cả trong và ngoài nước. Thủ tướng Đức Angela Merkel mô tả những diễn biến mới nhất trong cuộc di tản là cay đắng, bi thảm và khủng khiếp. Các quan chức an ninh Mỹ cảnh báo rằng Afghanistan một lần nữa sẽ sớm cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các tổ chức khủng bố. Taliban dường như đã sẵn sàng kiểm soát hoàn toàn Afghanistan vào ngày 11 tháng 9, giống như họ đã làm cách đây hai thập kỷ. Khi đó, các cuộc tấn công khủng bố do Okhida lập kế hoạch từ vùng đất của mình tại Afghanistan đã làm sụp đổ tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York và làm hư hại lầu năm góc. Hậu quả của vụ tấn công khủng bố năm 2001 đã định hình lại mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Đông. Hơn 3.000 binh sĩ Mỹ và lực lượng NATO đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan nhằm truy lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden và các nhân vật lãnh đạo khác của Okinawa. Dưới sự chỉ huy của Tổng thống George Bush, các lực lượng Mỹ đã tràn vào Afghanistan ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhằm săn lùng Bin Laden, đồng thời cố gắng phá vỡ khả năng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tiếp theo của Al-Qaeda vào các nước phương Tây. Thành công đến ngay lập tức, Taliban bị đánh tan, tổ chức khủng bố tan rã. Tuy nhiên, sau đó là giai đoạn thứ hai kéo dài của cuộc chiến, làm hao mòn tinh thần và sức lực của quân đội Mỹ và đã có một đợt tăng quân lớn dưới thời tổng thống Barack Obama vào năm 2009, mặc dù ông Obama sau đó đã tiến hành các giảm số lượng binh sĩ, nhưng số vụ tấn công của quân nổi dậy và số thương vong của dân thường tăng lên đã ngăn cản việc Hoa Kỳ rút quân hoàn toàn. Năm trước, tổng thống Trump đã cân nhắc việc gặp Taliban tại trại David vào lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 và ông chỉ loại bỏ ý tưởng này trước sự phản ứng giận dữ của công chúng. Tuy nhiên, ông Trump đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan trước tháng 5 năm 2021. Một thỏa thuận sau đó đã được ông Biden thực hiện dù có trì hoãn một chút. Tất cả các chính quyền của Hoa Kỳ đã nỗ lực để huấn luyện và trang bị cho các lực lượng Afghanistan với chi phí to lớn ngay khi quân đội Mỹ tiến vào nước này. Tuy nhiên, sự đầu tư về xương máu, thời gian và tiền bạc của Hoa Kỳ đã tỏ ra vô ích khi Taliban đã chinh phục phần lớn quốc gia này mà không cần phải chiến đấu và tổng thống Afghanistan đã bỏ trốn khỏi đất nước ngay khi Taliban tiến đến Kabul. Theo những nhân vật cấp cao trong chính quyền Biden, sự sụp đổ nhanh chóng tại Afghanistan chỉ cũng có quyết định rời bỏ nước này của Hoa Kỳ. Nếu sự tăng rã của các lực lượng Afghanistan diễn ra quá nhanh sau gần hai thập kỷ có sự hiện diện của Mỹ, thì việc kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ thêm 6 tháng, hoặc 1 năm, hoặc 2 năm, hoặc nhiều hơn thì cũng không thay đổi được điều gì. Quyết định rút quân của ông Biden vào mùa hè năm nay, mặc dù gây phân cực trong cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ, nhưng đã được một số người của cả hai bên ca ngợi là kịp thời và phù hợp. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 8, các thành viên đảng Cộng hòa đã chỉ trích quyết định của ông Biden và đổ lỗi cho ông về sự hỗn loạn, mặc dù nhiều người trong số họ đã ủng hộ việc rút quân khi nó được Tổng thống Trump đề xuất một năm trước. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã nhất quán ủng hộ việc giữ quân tại Afghanistan, Ông tiết lộ các cuộc họp quân sự mà ông tham dự đã dự báo Taliban sẽ có thể nhanh chóng giành lại quyền lực. Ông McConnell nhấn mạnh, Tôi biết một thực tế là các nhà lãnh đạo quân sự của Tổng thống đã phản đối quyết định này. Tôi nghĩ rằng Tổng thống đã suy nghĩ rất kỹ vì điều này. Ông ấy đã bác bỏ các nhà lãnh đạo quân sự của chính mình để làm điều đó, và ông ấy phải thừa nhận điều đó. Ông Biden lập luận rằng trong hơn một thập kỷ, Afghanistan là một loại luyện ngục đối với Hoa Kỳ. Ông phát hiện chính phủ Afghanistan tham nhũng, nghiện sự hào phóng của nước Mỹ và là một đối tác không đáng tin cậy nên được tạo ra để tự bảo vệ mình. Mục tiêu của ông là bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố, chứ không phải xây dựng một quốc gia. Các trợ lý của ông đã chỉ ra một cuộc thăm dò được thực hiện trước khi xảy ra sự hỗn loạn vào tuần trước, cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ việc đưa quân về nước. Tuy nhiên, dân biểu Cộng hòa Adam Kinzinger, tiểu bang Illinois, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Afghanistan, cảnh báo rằng Cánh bà chính trị đó có thể tỏ ra mạo hiểm khi các cảnh sợ hãi và bạo lực xảy ra tại Afghanistan được phát sóng trên toàn cầu, đặc biệt nếu sự hỗn loạn tại Kabul khiến Sài Gòn trông giống như Disney World. Ông Kissinger nhấn mạnh. Điểm mấu chốt là sẽ có rất nhiều người thất vọng trước hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi, không thể tránh khỏi xung đột một lần nữa ở một nơi nào đó. Làm thế nào chúng ta thuyết phục được những người ở địa phương đó tin rằng chúng ta sẽ thực hiện thành công trong khi chúng ta đã bỏ rơi những người ở Afghanistan. Cựu Tổng thống Trump cuối tuần qua đã đặt câu hỏi, sắp tới ông Trump sẽ đầu hàng ai? Ông Trump cho hay, Đầu tiên, Joe đã đầu hàng Covid và dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Sau đó, ông ta đã đầu hàng Taliban và nhóm này đã nhanh chóng tiếp quản Afghanistan và phá hủy niềm tin vào sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Tiếp theo, Joe sẽ đầu hàng ai hay điều gì? Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.